Giá vàng sau khi suy giảm về dưới mốc 2.500 vào phiên Mỹ tối qua đã nhanh chóng tăng trở lại khi tăng trưởng việc làm non-farm tháng 3 năm 2024 đã được hiệu chỉnh giảm cùng với biên bản cuộc họp FOMC ôn hòa cho thấy Fed có khả năng bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9. Tổng kết nhóm VIX ngày hôm qua có thể nói là một ngày giao dịch thắng lợi của toàn thể anh chị em Team Easy với tổng cộng 14 kèo gồm 13 kèo vàng và 1 kèo tiền. Thì trong số 14 kèo này, chúng ta đã chiến thắng 12 kèo. Hy vọng là hôm nay tiếp tục là một ngày giao dịch thành công của đại gia đình mình khi kèo sell vàng khởi động ngày mới đã hit TP 65 pip. Vàng đã duy trì được đà tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất ám chỉ rằng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ có thể cắt giảm lãi suất. Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC cho biết hầu hết những người tham gia đều cho rằng có thể nới lỏng chính sách tại cuộc họp tiếp theo là phù hợp nếu dữ liệu tiếp tục như mong đợi. Hơn nữa, biên bản cũng nói thêm rằng tiến triển gần đây về lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp tăng đã đảm bảo việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 7. Đối với thị trường lao động, nhiều quan chức lưu ý rằng mức tăng trưởng việc làm trong báo cáo có thể đã bị phóng đại. Trước khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo bản sửa đổi sơ bộ về số liệu việc làm phi nông nghiệp từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, mức tăng có thể đã bị phóng đại hơn 800.000 việc làm. Số liệu sửa đổi cuối cùng sẽ được công bố vào đầu năm tới. Một số nhà kinh tế cho biết số liệu việc làm ban đầu đã bị thổi phồng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả việc điều chỉnh, việc thành lập và việc đóng cửa doanh nghiệp, cũng như cách tính số lao động nhập cư trái phép. Sau khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sửa đổi của Mỹ cho tháng 3 được công bố, thì Nick Timiraos, người phát ngôn của Fed, đã bình luận trên mạng xã hội rằng dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ thực sự không mạnh như báo cáo hàng tháng trước đó. Điều này góp phần hỗ trợ giá vàng tăng. Về tin tức của ngày hôm nay thì có rất nhiều dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ được công bố. Vào lúc 19:30, như thường lệ, Hoa Kỳ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Sau đó vào lúc 20:45, PMI sản xuất, PMI dịch vụ và PMI hỗn hợp của S&P Global sẽ được lên lịch công bố. Sau đó vào lúc 21:00, Hoa Kỳ sẽ công bố doanh số bán nhà hiện tại. Và quan trọng nhất trong tuần chính là bài phát biểu của Chủ tịch Fed ông Powell tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole sẽ được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8. Và tối nay vào lúc 19:00 mình sẽ mở livestream thực chiến Skype vàng, mời tất cả mọi người tham gia buổi livestream ngày hôm nay của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ H4, vàng sau khi tăng lên mốc cao kỷ lục ở ngưỡng 2.531 đã xuất hiện tín hiệu điều chỉnh. Cấu trúc hiện tại của vàng đang hình thành là cấu trúc đỉnh đáy thấp dần với việc giá tích lũy phía dưới MA20, đây là tích lũy tiêu cực. Biểu đồ histogram đang âm và đang dốc dần, cùng với việc chỉ số RSI đang có xuống cắt xuống dưới mốc 50 cho thấy áp lực bán đang gia tăng mạnh mẽ. Kiểm tra với Fibo, kéo Fibo thì chúng ta thấy là hiện tại vàng đã điều chỉnh xuống ngưỡng Fibo 0.382 ở quanh khu vực 2.493 trong nhịp này. Như vậy, việc vượt qua ngưỡng hỗ trợ này, vàng có thể mở rộng đà giảm xuống mốc Fibo 50% hợp lưu với cạnh dưới của kênh tăng giá song song, án ngữ quanh khu vực 2.480. Trên biểu đồ M30, trong ngắn hạn thì vàng đang di chuyển trong kênh giảm giá song song, xuống hiện tại của vàng đang là xuống giảm, giá nằm hoàn toàn phía dưới các đô EMA. Vàng đã xuyên thủng vùng hỗ trợ, nay chuyển thành kháng cự ở quanh ngưỡng 2.505 đến 2.508 để mở rộng đà giảm xuống dưới ngưỡng 2.500 trong buổi sáng ngày hôm nay. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh bán thăm dò với vàng quanh khu vực 2.505 đến 2.508 trong nhịp này. Bán chính khi vàng hồi lên lại MA20 hợp lưu với đáy nhỏ liên kề ở quanh ngưỡng 2.510 đến 2.513 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng 5 giá. Với kỳ vọng, vàng sẽ hướng đà giảm xuống vùng hỗ trợ liên kề hợp lưu với cạnh dưới của kênh giảm giá song song, án ngữ quanh khu vực 2.487-2.490 trong nhịp này. Nếu vàng tiếp cận vùng hỗ trợ này và xuất hiện các tín hiệu từ chối giá, các nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ kênh mua phản ứng lên với vàng. Hoặc mua chính khi vàng giảm xuống biên dưới của kênh tăng giá lớn song song, án ngữ quanh khu vực 2.478-2.480 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng 5 giá. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong phiên Á Âu của ngày hôm nay, canh bán nhỏ thăm dò quanh khu vực 2.505 đến 2.508, bán chính quanh khu vực 2.510 đến 2.513, canh mua nhỏ thăm dò quanh khu vực 2.487 đến 2.490 hoặc mua chính quanh khu vực 2.478 đến 2.481 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng 5 giá. Các chiến lược scalping trong ngày mình sẽ báo cho mọi người ở trên nhóm VIP nhé. Bước vào phiên Mỹ, chúng ta sẽ cùng nhau thực chiến và mình sẽ chia sẻ nhận định cũng như phân tích kỹ thuật trong buổi livestream. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.